ngày 24 tháng 6, ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lò hơi tại cơ sở sản xuất bún khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Võ Phương Lam, ngụ huyện Rồng Trôm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông Lam vào làm việc trong lò bún tại xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm do ông Phạm Văn Vũ, 59 tuổi, làm chủ. Nhiệm vụ của ông Lam là đốt củi lò hơi để sản xuất bún. Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, bất ngờ có một tiếng nổ lớn vang lên. Khi mọi người chạy ra xem thì thấy ông Lam đã tử vong và bị mắc kẹt tại khu vực lò hơi. Theo ghi nhận, nhiều nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Một số bức tường gần đó bị đổ sập, cửa kính bị bể và tốc mái. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.